Thị trường nhà ở tại Mỹ lâm vào tình cảnh khắc nghiệt chưa từng có, đôi ngã chia ly. Mỹ là quốc gia hiếm hoi mà thị trường nhà ở phân cực rõ rệt. Một bên có giá nhà giảm so với một năm trước, bên còn lại vẫn tăng giá hàng năm. Theo chỉ số giá nhà của công ty dữ liệu thế chấp Black Knight, tại tất cả 12 thị trường nhà ở lớn phía Tây Texas và ở cả Austin, giá nhà giảm trong tháng 1 hàng năm. Tại 37 khu vực đô thị lớn nhất phía đông Colorado, ngoại trừ Austin, giá nhà tăng hàng năm. Các nhà phân tích bất động sản cho biết, mô hình chênh lệch địa lý này rất bất thường, nếu không muốn nói là chưa từng có. Phó Chủ tịch Chiến lược Nghiên cứu Doanh nghiệp tại Black Knight là Andy Warden cho biết, chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ tình huống nào như thế này khi mà mọi thứ quá khắc nghiệt từ Tây sang Đông. Sau hơn 2 năm bùng nổ nhà ở do đại dịch và tỷ lệ thế chấp thấp đã đẩy giá nhà ở mọi nơi trên nước Mỹ, từ các thành phố lớn đến các thị trấn nhỏ. Thị trường nhà ở của nước này hiện đang phân chia khi kết hợp với các yếu tố địa phương như khả năng chi trả, cung ứng và tăng trưởng việc làm. Một số thị trường nhà ở phía Tây đã trải qua thời gian dài tăng giá kể từ những năm 1990, khi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã thúc đẩy sự bùng nổ thị trường nhà đất. Giờ đây, các thành phố có liên quan đến công nghệ nhiều nhất lại có giá nhà giảm nhanh nhất. Nhiều nhà kinh tế dự đoán rằng giá nhà sẽ tiếp tục giảm vào mùa xuân hoặc mùa hè khi thị trường phía Tây trượt dốc và một số thị trường phía Đông bắt đầu công bố mức giảm hàng năm. Các khu vực thành phố lớn có mức giảm lớn nhất có xu hướng rơi vào hai loại. Những thị trường có giá tăng chóng mặt trong những năm gần đây khi mọi người chuyển đến từ các tiểu bang khác, và những thị trường mà giá không tăng đột biến trong thời kỳ bùng nổ nhưng vốn đã quá đắt đỏ như San Francisco hay Los Angeles. Các thị trường California bị ảnh hưởng nặng nề khi từ lâu đã trở thành một trong những thị trường đắt đỏ nhất quốc gia. Chi phí nhà ở nằm ở phía Tây tăng vọt trong những năm 2010, khi sự bùng nổ công nghệ tạo ra những công việc mới được trả lương cao và khối tài sản kết xù. Các thị trường phía Tây vốn bị hạn chế về nguồn cung do chi phí đất đai cao và các quy định về xây dựng nhà mới. Khi giá nhà đạt mức cao mới vào năm 2021 và đầu năm 2022, những thị trường này thậm chí còn trở nên khó chi trả hơn. Ở nửa phía đông của nước Mỹ, Florida và các thị trường phía nam khác vẫn đang thu hút các công ty và tạo thêm việc làm. Giá nhà ở Orlando tăng 9,3%, trong khi giá ở Miami tăng 12%. Đây là mức tăng cao nhất trong số 50 khu vực đô thị lớn nhất. Judy Zeder làm việc tại tập đoàn Jill Zeder tại Coldwell Banker Realty ở Miami cho biết, một loạt công ty tài chính đã chuyển đến Miami vào năm 2021 và năm 2022, và nhân viên của họ cũng đang dần chuyển đến đây. Có rất nhiều người mua nhà ở đây, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tìm được nhà cho họ, cô nói. Lisa Baron-Matt của Berkshire Hathaway cho biết, việc tăng lãi suất dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến thị trường của chúng tôi và nhu cầu vẫn đang ở mức cao. Allison và Dylan Conway đang mong đợi đứa con đầu lòng của họ vào tháng 5. Cặp vợ chồng muốn chuyển từ Maryland đến Connecticut để gần với các thành viên khác trong gia đình hơn. Thế nhưng, họ đã thua 3 lần khi mua nhà ở khu vực Hartford vì có những người trả giá cao hơn. Phải đến lần thứ tư, cặp đôi này mới mua được một ngôi nhà 3 phòng ngủ ở East Hampton, Connecticut. Conway cho biết, chúng tôi thực sự không ngờ được rằng việc mua nhà sẽ cạnh tranh đến như vậy. Hai vợ chồng muốn đến mua nhà rồi thấy có đến 20 chiếc xe ô tô đậu chật cứng bên ngoài ngôi nhà đó. Điên rồ lắm. SCB, lãi suất tăng tác động tiêu cực tới nhiều doanh nghiệp ở châu Á. Đây là quan điểm của Anthony Rowley, nhà báo kỳ cựu chuyên viết về các vấn đề tài chính, kinh tế châu Á. Ông từng công tác tại các tờ Far Eastern Economic Review và tạp chí The Times. Gần đây, nhiều ngân hàng đã bị rút tiền ồ ạt, hay còn gọi là bank run. Sau làn sóng bank run, bộ phận tiếp theo bị ảnh hưởng sẽ là các doanh nghiệp nặng nợ. Thị trường tài chính đã bị sốc trước sự sụp đổ của SVB và Signature Bank tại Mỹ. Theo sau đó lại là vụ Credit Suisse phải bán mình. Tiếp theo, hiện tượng nhiều doanh nghiệp nặng nợ phá sản vì lãi suất tăng cũng sẽ gây ra những hiệu ứng tương tự. Mối nguy này hiển hiện đặc biệt rõ ở châu Á, nơi nợ của doanh nghiệp
và một vài trường hợp là cả nợ của các hộ gia đình đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Nợ của nhóm này đã tiến tới bằng hoặc vượt quá cả nợ của chính phủ. Năm ngoái, Văn phòng Nghiên cứu Vĩ mô ASEAN Cộng 3 công bố báo cáo lưu ý nợ của các doanh nghiệp phi tài chính trong nhóm các nước Đông Nam Á, cộng thêm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tăng thêm nhiều rủi ro đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính. Tính đến cuối năm 2021, nợ của các doanh nghiệp phi tài chính trên toàn cầu là 88.000 tỷ đô la, lần đầu tiên vượt quá GDP. Trong năm 2022, con số đã giảm nhẹ, nhưng lãi suất tăng đang khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Từ mức gần 0 trong năm ngoái, tại một số nước thậm chí còn áp dụng lãi suất âm, lãi suất đã bước vào chu kỳ tăng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Một báo cáo năm 2021 của IMF đã nhận định, các điều kiện tài chính dễ dãi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 là nguyên nhân lớn nhất khiến tỷ lệ nợ vay tăng mạnh ở cả các nước phát triển và mới nổi. Kể từ tháng 3 năm ngoái, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất cơ bản từ gần 0 lên 4,75 đến 5%. Nhiều ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã nối bước theo Fed. Đúng như chuyên gia phân tích tài chính Jasper Horn nhận định trong một hội thảo gần đây mà tôi tham dự tại Nhật Bản, điều tồi tệ sẽ diễn ra khi lãi suất tăng. Tất cả mọi thành phần trong nền kinh tế, từ các hộ gia đình, doanh nghiệp đến chính phủ, đều phải chịu chi phí đi vay cao hơn. Trong kịch bản tồi tệ nhất, những người vay thế chấp để mua nhà có thể mất nhà, còn các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì đứng trước nguy cơ phá sản. Tại sao các lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các nhà phân tích thị trường không thể nhìn ra những diễn biến tưởng chừng rất dễ đoán này? Theo Nigel Green, giám đốc quỹ đầu tư The V, chúng ta thường nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Nhà đầu tư ngày càng bị thuyết phục rằng chính sách tiền tệ lỏng lẻo là điều hiển nhiên và họ muốn xây dựng danh mục đầu tư của mình với tiền rẻ. Nhưng nếu đúng là như vậy, chúng ta đang đánh giá quá thấp những hệ lụy tiêu cực từ việc các ngân hàng trung ương từ chối chịu đựng những đau đớn trong ngắn hạn, trong khi đó là cách để bảo vệ sức khỏe của hệ thống tài chính trong tương lai. Nhìn lại lịch sử, suốt mấy chục năm gần đây, thế giới đã liên tục bỏ qua những bài học rút ra được từ các cuộc khủng hoảng tài chính. Sau bong bóng .com, chủ tịch Fed khi đó là Alan Greenspan lại dựa vào nới lỏng chính sách tiền tệ để giải cứu nền kinh tế. Sau đó, chính tiền rẻ đã thổi bùng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Hệ thống tài chính sụp đổ, nhưng thế giới đã đảo ngược được một cuộc suy thoái kinh tế, mà vũ khí được lựa chọn để làm điều đó lại tiếp tục là lãi suất siêu thấp, thứ thổi phồng giá nhiều loại tài sản. Thế giới từng lo ngại về tình trạng giảm phát khi các ngân hàng trung ương ì ạch tiến tới mục tiêu lạm phát. Tuy nhiên, bức tranh lạm phát đã thay đổi ngay lập tức sau khi các chính phủ đua nhau bơm tiền trong đại dịch. Cuối cùng, lạm phát tăng quá nóng buộc các ngân hàng trung ương phải đột ngột tăng mạnh lãi suất. Không có gì quá ngạc nhiên khi lãi suất tăng kéo theo nhiều thứ tồi tệ như kinh tế giảm tốc, giá các loại tài sản mang lại thu nhập cố định sụp đổ, nhiều ngân hàng gặp khủng hoảng, v.v. Gánh nặng nợ của các doanh nghiệp có thể biến thành một cuộc khủng hoảng nợ quy mô lớn và hậu quả từ việc này khá khó đoán. Có lẽ chỉ khi số vụ phá sản cùng với tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu tăng lên thì bức tranh mới trở nên rõ ràng hơn. Trong khi đó, các cường quốc dường như đang quá bận rộn với chiến tranh thương mại hay chiến tranh công nghệ. Hệ thống tài chính phải tự siết chặt kỷ cương trước khi thế giới thực sự nhận ra những mối nguy mà hệ thống này đang phải đối mặt.